Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tuyên bố sau khi thủ lĩnh Hezbollah bị hạ sát, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng Israel đã không rút ra bài học từ cuộc chiến khốc liệt kéo dài cả năm ở Gaza và không hiểu rằng việc sát hại hàng loạt phụ nữ, trẻ em và dân thường sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc vững chắc của mặt trận kháng chiến và không thể làm suy yếu nó bây giờ họ đang lặp lại chính sách tương tự tư ở liban ông nhấn mạnh hôm nay với ân sủng và quyền năng của thiên chúa liban sẽ buộc kẻ tội lỗi độc ác và đáng hổ thẹn phải ăn năn đồng thời khẳng định tất cả các lực lượng kháng chiến trong khu vực đều đứng về phía hezbollah và ủng hộ lực lượng này số phận của khu vực này sẽ được quyết định bởi lực lượng kháng chiến do hezbollah cao cả lãnh đạo theo ông khamenei khi thực hiện hành động như vậy giới lãnh đạo israel đã thể hiện sự thiền cận của mình Ông nói thêm rằng lực lượng phòng vệ Israel IDF quá yếu để có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho Hezbollah ở Liban. Ông Khamenei trước đó cũng đã từng tuyên bố việc Israel loại bỏ các chỉ huy hàng đầu của Hezbollah cũng không thể khiến nhóm vũ trang Liban này bị khuất phục. Ông nói, một số nhân lực quý giá và hiệu quả của Hezbollah đã thiệt mạng và điều này chắc chắn đã gây ra thiệt hại cho Hezbollah, tuy nhiên đây không phải là thiệt hại có thể khiến nhóm này bị khuất phục. Sức mạnh tổ chức, nguồn nhân lực của Hezbollah rất mạnh và sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ sát hại chỉ huy cấp cao, dù đó rõ ràng là mất mát. Lãnh tụ tối cao Iran nói thêm, cho đến hôm nay, chiến thắng đã thuộc về lực lượng kháng chiến Palestine và Hezbollah. Chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về mặt trận kháng chiến và Hezbollah. Ngoài ra, phong trào Hamas của Palestine cũng đã ra tuyên bố tiếc thương ông Nasrallah và tuyên bố thành lập một mặt trận thống nhất với phong trào Hezbollah của Liban. Phát ngôn viên của phong trào Hồi giáo Hamas, ông Basem Naim cho hay, đầu tiên chúng tôi mong muốn sự an toàn và an ninh đối với ông sayed hassan cũng như tất cả các lãnh đạo của nhóm hezbollah ở liban và ở nước ngoài ông nhấn mạnh câu hỏi quan trọng nhất là liệu vụ ám sát bất kỳ lãnh đạo nào của hamas hay của hezbollah có khiến israel trở nên an toàn hơn hay không có nhóm kháng chiến nào biến mất sau khi các nhà lãnh đạo bị ám sát hay không tất cả họ đều trở nên mạnh mẽ hơn và mở rộng hơn israel có thể đạt được những thành tựu chiến thuật trong các hoạt động quân sự nhưng lại thua trên mặt trận chiến lược hoặc như chúng ta thường nói trong giới y học rằng ca phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân thì lại mất hamas cũng tuyên bố chúng tôi lên án mạnh mẽ nhất hành động xâm lược ác liệt này và việc nhắm mục tiêu vào các tòa nhà dân cư hamas cũng cáo buộc israel coi thường mọi giá trị phong tục và điều lệ quốc tế và trắng trợn đe dọa an ninh và hòa bình quốc tế trong bối cảnh im lặng bất lực và sự thờ ơ của quốc tế đồng thời nhóm này cũng tái khẳng định sự đoàn kết tuyệt đối và đoàn kết với những người anh em trong hezbollah và lực lượng kháng chiến hồi giáo ở liban hamas cho biết lịch sử đã chỉ ra rằng những người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống lại những kẻ bài trừ người do thái được thay thế bằng một thế hệ lãnh đạo dũng cảm hơn mạnh mẽ hơn và quyết tâm hơn để tiếp tục đối đầu cho đến khi nhóm này bị đánh bại và bị loại khỏi vùng đất và khu vực của họ Vừa qua, lực lượng Hezbollah tại Liban cho biết đã bắn nhiều tên lửa vào thành phố Tiberias của Israel. Hezbollah nói rõ, lực lượng này đang đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào một số vùng ở Liban. Quân đội Israel cũng xác nhận đã có nhiều thiết bị bay không người lái và đạn pháo từ hướng Liban bay vào nước này. Trong tuần qua, Israel đã thực hiện chiến dịch không kích lớn nhất nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại Liban kể từ cuộc chiến năm 2006. Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 558 người đã thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương do các cuộc không kích của Israel gây ra. Đáp lại, Hezbollah cũng đã bắn hàng trăm tên lửa vào các mục tiêu ở Israel, trong đó có cả các mục tiêu ở trung tâm kinh tế Tel Aviv. Trong hơn một tuần qua, căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban đã bước sang giai đoạn mới khốc liệt hơn. Ngày 17 và 18 tháng 9, hàng loạt máy nhắn tin được các thành viên Hezbollah sử dụng đột ngột phát nổ khiến hàng chục người thiệt mạng. Chỉ ít ngày sau, Israel đồng loạt tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Liban, đặc biệt là miền nam Liban và thung lũng BK, nơi ảnh hưởng của Hezbollah mạnh mẽ nhất. Dường như Israel đã khởi động giai đoạn mới của cuộc xung đột với Hamas. Hezbollah khi dồn nhiều nguồn lực hơn cho mặt trận phương Bắc. Các cuộc tấn công này sẽ kéo dài mối thâm thù giữa Israel và Hezbollah, vốn đã kéo dài nhiều thập niên Hezbollah vẫn liên tục tấn công Israel, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ người Palestine cho đến khi xung đột kết thúc tại giải Gaza. Căng thẳng hiện nay khiến nhiều nước cùng các tổ chức quốc tế bày tỏ lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah. Nếu xung đột toàn diện thực sự xảy ra, Hezbollah sẽ đối mặt thách thức nghiêm trọng khi phải đối mặt với quốc gia sở hữu một trong những lực lượng vũ trang tinh nhuệ và ứng dụng công nghệ cao nhiều nhất thế giới. Global Firepower – GFP tổ chức có trụ sở tại Mỹ chuyên đánh giá sức mạnh quân sự các nước xếp quân đội Israel ở hạng 16 toàn thế giới. Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana dẫn lời quan chức quốc phòng nước này cho biết Israel đã tấn công một trong những địa điểm quân sự của Syria gần khu vực Kafr Yabous gần biên giới Syria Liban khiến năm binh sĩ thiệt mạng. Kafr Yabous là khu dân cư thuộc tỉnh Rif Damascus nằm ở phía tây nam Syria và sát với biên giới Liban. Thông tin được công bố sau khi lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo điều động tiêm kích tấn công cơ sở trên biên giới Syria-Liban, được mô tả là nơi Hezbollah sử dụng để tuồn vũ khí từ Syria vào Liban. Hồi tháng 4, Bộ Quốc phòng Syria từng cáo buộc Israel cho máy bay quân sự phóng tên lửa từ cao nguyên Golan vào thủ đô Damas, đánh trúng tòa nhà lãnh sự thuộc khu vực Đại sứ quán Iran trong quận Mezer. Phòng không Syria thời điểm đó không thể đánh chặn toàn bộ tên lửa Bộ Quốc phòng Syria khi đó cho biết tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn và mọi người bên trong đều thiệt mạng. Thời điểm xảy ra vụ việc, đại sứ Iran tại Syria, Hossein Akbari cáo buộc Israel sử dụng tiêm kích F-35 phóng 6 tên lửa nhắm vào tòa nhà ngoại giao, làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Vụ tấn công của Israel vào Syria đã tăng vọt khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng nổ. Số lượng các cuộc tấn công đã tăng gấp đôi. Israel đã thực hiện 50 cuộc không kích ở Syria chỉ trong vòng 6 tháng khi xung đột ở Gaza bắt đầu. Bà Céline Wissan, một biệt phái ngoại giao Pháp tại Viện Washington liệt kê, những cuộc tấn công này bao gồm các cuộc tấn công vào sân bay Aleppo, sân bay quân sự Nairab, sân bay Damas và sân bay quân sự Meze, những nơi quan trọng trong việc vận chuyển vũ khí. Các kho vũ khí cũng nằm trong số các mục tiêu. Leo Ackerman, cựu chuẩn tướng từng làm việc trong cơ quan an ninh nội địa của Israel nhận định, các cuộc tấn công ở Syria chắc chắn sẽ ngăn chặn việc cung cấp vũ khí và đạn dược, đồng thời làm tổn hại đến khả năng tổ chức của Hezbollah. Theo trang The Guardian của Anh, chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Israel đã tuyên bố với các binh sĩ nước này rằng các cuộc không kích sẽ tiếp tục diễn ra bên trong Liban khi quân đội Israel chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ có thể xảy ra. Giới quan sát nhận định nếu lực lượng của Israel vượt qua biên giới phía Bắc, họ có thể sẽ phải đối mặt với những trở ngại mà họ đã từng gặp phải trước đây. Khi xe tăng Israel tiến vào miền nam Liban năm 2006, họ đã gặp phải một đối thủ đã thay đổi đáng kể kể từ khi Tel Aviv rút khỏi Liban 6 năm trước đó. Chỉ trong thời gian ngắn đó, phong trào Hezbollah đã tổ chức và phát triển năng lực mạnh mẽ. Trong khu vực biên giới cằn cỗi được bao quanh bởi những dãy núi đá dốc, các đường hầm chiến đấu đã được chuẩn bị. Những chiến thuật và vũ khí mới cũng được điều chỉnh để gây khó khăn cho lực lượng Israel khi họ tiến vào trong cuộc xung đột năm 2006 cũng như cuộc xung đột hiện tại, máy bay phản lực và thiết bị bay không người lái của Israel đã kiểm soát không phận, tấn công cơ sở hạ tầng và các vị trí của Hezbollah mà không gặp phải sự kháng cự nào. Các tàu chiến của Israel hàng ngày đã pháo kích bờ biển, đe dọa tuyến đường cao tốc ven biển chính, nhưng khi đến gần biên giới, cuộc giao tranh lại là một bức tranh rất khác. Trong cuộc trao đổi với các binh sĩ gần đây, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tướng Herzi Halevi dường như thừa nhận thực tế rằng bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào nếu được lệnh cũng sẽ rất khó khăn và bị phản đối. Ông Halevi nói với các binh sĩ của IDF rằng chúng ta đang chuẩn bị tiến hành một cuộc diễn tập, nghĩa là quân đội của các bạn, quân đội cơ động của các bạn sẽ tiến vào lãnh thổ của kẻ thù, tiến vào các ngôi làng mà Hezbollah đã chuẩn bị làm tiền đồn quân sự lớn với cơ sở hạ tầng ngầm, điểm tập kết và bệ phóng vào lãnh thổ của chúng ta để tấn công người dân Israel. Ông kêu gọi bạn sẽ tiến vào mạnh mẽ hơn nhiều và có nhiều kinh nghiệm hơn họ. Bạn sẽ tiến vào, tiêu diệt kẻ thù ở đó và phá hủy cơ sở hạ tầng của họ một cách quyết đoán. Phóng viên Peter Billmon của trang The Guardian nhận định thực tế là bất kỳ chiến dịch trên bộ nào cũng sẽ là một nỗ lực phức tạp hơn nhiều so với các cuộc tấn công do tình báo chỉ huy mà Israel đã tiến hành trong vụ nổ loạt thiết bị liên lạc và các cuộc không kích sau đó. Trong cuộc xung đột năm 2006, những thất bại, bài học kinh nghiệm của Tel Aviv đều đã được nêu ra trong Ủy ban Winograd, cơ quan điều tra chính thức về cuộc xung đột của Israel chống lại Hezbollah ở Liban vào thời điểm đó. Năm 2016, một thập kỷ sau cuộc xung đột, phóng viên quân sự của Hares Amos Haren đã viết các sư đoàn IDF đã di chuyển xung quanh một cách vô định trong khi đó chính phủ và quân đội không có khả năng xác định cuộc điều động nào sẽ giành được thế thượng phong và trong khi idf đã cải thiện hệ thống giáp để phòng thủ tốt hơn trước các vũ khí chống tăng di động và chuẩn bị cho cuộc xung đột ở liban thì vẫn chưa rõ liệu cuộc tấn công trên bộ của israel có thể tránh được những cạm bẫy tương tự hay không hoặc liệu mục tiêu của họ có thực tế hơn không về bản chất hezbollah vẫn là một lực lượng giải rác tại địa phương phân bổ khắp các thành phố làng mạc và vùng nông thôn với nhiệm vụ duy nhất và được hiểu rõ chống lại quân đội israel hezbollah đã phải trải qua những thời khắc bất ngờ và kinh hoàng trong các cuộc tấn công máy nhắn tin và bộ đàm cùng các cuộc không kích sau đó trong khi đó israel cũng có những thách thức phải đối mặt những thách thức này không chỉ là sự quá tải về năng lực quân sự mà còn là sự kiệt quệ ngày càng tăng trong xã hội israel sau một năm chiến tranh lực lượng phòng vệ israel từ lâu luôn tự hào về khả năng chiến đấu trên nhiều mặt trận nhưng chiến dịch kéo dài và ảm đạm chống lại hamas vẫn chưa hoàn thành và không có kế hoạch rõ ràng hàng ngày chiến dịch đó cũng đã chứng minh những thiếu sót trong tư duy quân sự của israel và nếu lịch sử có thể để lại cho chúng ta những bài học đắt giá thì bất kỳ chiến dịch tấn công trên bộ nào cũng có nhiều khả năng không đạt được mục tiêu